Tuấn xin hân hạnh kính chào quý khán giả của đài BC trên băng tần 57.8 và Galaxy 19. Trong chương trình hôm nay Talk Show Thương mại do SBT Realty and Finance bảo trợ, SBT Realty đã có mặt trên 15 năm trong cộng đồng Việt Nam của mình và do cô Mindy Lương điều hành. Tụi anh xin hân hạnh chào Mindy ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay cái team của SBT, như quý vị thấy hai gương mặt không xa lạ gì lắm trong cộng đồng Việt Nam của mình, đó là ca nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn. Và vâng, tụi anh chào anh. Chào chị Thuệ và chị Nam Sơn, xin được chào đến tất cả quý vị khán giả của đài IBC. Dạ vâng, rồi không thiếu một cái người đẹp sexy và rất là dễ thương và có giọng hát rất là hay, đó là nữ ca sĩ Thùy Vân. Tụi anh chào chị. Thùy Vân xin chào chị và Thùy Vân cũng xin chào tất cả quý vị đang xem đài. Dạ vâng, cái chương trình Talk Show Thương mại ngày hôm nay tụi anh có cảm giác được là đây là không phải là Talk Show Thương mại mà là một tâm tình nghệ sĩ. Dạ vâng, để trở lại cái câu hỏi đầu tiên, xin phép Mindy cho tụi anh hỏi anh Trịnh Nam Sơn. Thực sự là anh Trịnh Nam Sơn ơi, trong cộng đồng Việt Nam của mình thì bao nhiêu năm rồi tụi anh rất là mê nhạc của anh và mê giọng hát của anh. Nhưng mà ngày hôm nay được gặp anh, và bao lâu rồi anh đi đâu mất tích một thời gian mà trong cộng đồng mình không gặp thưa anh? Mình vẫn hoạt động với âm nhạc đó, tuy nhiên mình không có hoạt động ở đây. Dạ, chứ ở đâu thưa anh? Ở khắp nơi. Tuy nhiên mình với lại ở đây đó, thì mình lúc đó mình tập trung cái thời giờ để mình làm những cái công việc khác. Ngoài công việc âm nhạc thì chắc là bán nhà nhiều lắm. Dạ vâng. Cái nhạc của mình đó là một cái nghiệp thôi, trong chứ không phải là cái nghề, thành ra ít khi nào mình xuất hiện. Là như vậy đó, là anh đã cộng tác với SBT bao lâu rồi thưa anh? Tôi hợp tác với lại SBT từ năm 2007 phải không? 2008. Và trước đó thì 2003 mình đã hoạt động trong bất động sản rồi. Dạ vâng, là như vậy là anh vẫn một mặt là mình ở, mình âm thầm mình làm việc trong office, nhưng mà mình đi ra thì mình lại đi sinh hoạt ra bên ngoài và nơi những nơi khác thôi, chứ không có lại Little Sài Gòn. Cũng có làm, nhưng mà tại vì mình trong thời gian vừa rồi mình bận rộn, thành ra mình không có thời gian tổ chức ở đây. Dạ vâng. Thì mình em cho người khác tổ chức nhiều hơn thì dạ vâng. Em nghe một cái tin xa xôi thôi là anh hình như anh về bên Việt Nam anh cộng tác gì phải không thưa anh? Đúng ra đó thì mình về Việt Nam mình trình diễn thôi. Tuy nhiên là có một số khán giả hoặc là bạn bè đấy cứ ngộ nhận nghĩ là mình ở Việt Nam, mình sống ở Việt Nam. Nên đôi khi mình họ gặp mình nói ủa đừng ở Việt Nam hả? Dạo này sống ở Việt Nam, mình không ở Việt Nam, mình về thăm gia đình thôi. Dạ vâng. Rồi vì trở đây thì mình hoạt động tiếp. Dạ vâng, thì em được biết rằng là nếu mà anh hoạt động bên Việt Nam là chắc là cô Minh Thị Lương sẽ khóc, là tại vì đây là one of top seller của SBT mà lại sống ở đó là chắc còn khóc. Dạ vâng, trở lại với lại Thùy Vân. Thùy Vân ơi, dĩ nhiên rằng là tụi anh cũng đã thường xuyên gặp Thùy Vân bên ngoài đi hát, cũng hâm mộ lắm. Thì nhưng mà không biết là đã cộng tác với SBT bao lâu rồi. Thực sự là cũng em đối với tụi anh là cũng hơi bất ngờ một chút, là nghĩ là cô này không có trong cái ngành nghề địa ốc đâu, mà tại sao nguyên cơ duyên như thế nào? Thú thật thì Thùy Vân đã là một cái người có bằng địa ốc khoảng 10 năm nay rồi, nhưng mà không có quảng cáo nhiều cho khán giả biết, nhưng mà cộng tác với SBT là được 2 năm. Hai năm, vậy là bán được mấy chục căn nhà đây. Cái này là confident. Với cái sự mà duyên dáng như vậy á, thì em chắc rằng là cô này cũng one of the top seller của SBT chứ không phải. Thưa anh Trịnh Nhã Sơn tí tạng thôi. Không, thì được biết á, tụi anh xin quý khán giả, tụi anh bực mí một chút xíu là được biết rằng là khách hàng của anh Trịnh Nam Sơn hoặc là khách hàng của ca sĩ Thùy Vân á, là mỗi lần mà được đi dắt đi coi nhà là được nghe, vừa nghe hát nè. Rồi còn cô này là được vừa đi vừa dắt coi nhà và vừa nhảy cho khách hàng nữa. Cho nói này quý vị record lại xong rồi mốt nhất đi bán nhà là phải có quảng cáo là mới thực hiện được. Thì được biết rằng là đó là anh Trịnh Nam Sơn nãy có hứa rằng là nếu mà mỗi lần mà close một cái sale gì đó mà nếu mà quý vị có tân gia thì là được tặng một cái CD của anh Trịnh Nam Sơn phải không ạ? Dạ vâng, trong tuần lễ này trở lại cô Minh Lì Lương. Minh Lì Lương ơi, tuần lễ này mình có listing nào hay không để trình bày? Có cũng nhiều listing lắm, nhưng mà tuần này Minh Lì muốn focus một vài cái. Thì có một cái Commercial Plaza ở đường Brookhurst với lại Chapman. Có rất là nhiều unit cần tenant dọn vô, có thể làm office, có thể làm về những cái business gì mà trường học tutor cũng được. It's available, giá cả thì cũng rất là phải chăng. Rồi đến một cái fourplex ở trong cái khu
gần đây luôn ở khúc đường Bouchard and Hazard thì very good income. Có gì thì mọi quý vị cứ liên lạc với lại văn phòng. Thêm một cái listing nữa cũng ở ngay đường Bouchard and Hazard luôn, một căn nhà 4 phòng ngủ 3 phòng tắm 1.700 square feet. Giá cả thì cỡ khoảng tầm dưới 600, khoảng 500 mấy. Thì quý vị cứ gọi những căn này là không có trên thị trường. Off market too. Vậy cứ gọi thẳng cho SPT thì sẽ có nhân viên trả lời những chi tiết đúng không ạ? Bây giờ muốn chọn người nào làm agent cho mình thì có nhiều người đẹp để chọn lắm. Bây giờ trở lại cho mình thôi, mình đá qua đi tại vì lâu quá mới có dịp được tâm sự với anh Trịnh Nam Sơn với lại ca sĩ Thùy Vân. Thì như vậy thì có cái dịp nào hai người có ngồi chung hát với nhau bao giờ chưa? Có một cái chương trình nào chưa ạ? Chắc cái này gọi là HPT live show. Nghĩa là mình lâu lâu thì chẳng hạn như mình có những cái chương trình cuối năm chẳng hạn như vậy. Yeah. Chương trình anh em ngồi lại với nhau. Yeah. Trong cái chương trình trong HPT. Yeah. Mỗi cái giờ ngồi lại xong rồi mở party xong rồi hát chơi với nhau. Là với trong nhau. Cái private party thôi. Nhưng mà khi mà Thùy Vân làm show thì anh chị Nam Sơn cũng đến ủng hộ, cũng hát cho Thùy Vân, hoặc là ngược lại anh chị Nam Sơn chắc là sắp tới cũng có show thì Thùy Vân cũng đến ủng hộ. Nhưng mà cái đó là public, còn trong văn phòng thì quý vị cứ purchase nhà với lại HPT là bảo đảm khi nào tới cuối năm mà có văn phòng là sẽ được làm khán giả. Như vậy nếu mà anh Đoàn chưa về luôn, vậy cho tụi anh đặt một câu hỏi. Nếu mà quý khán giả đang xem chương trình của đài IBC mà nếu mà được biết được là cái loan bây giờ đó, người ta có nên làm tái tài trợ hay hoặc như thế nào, the good time for mình làm cái loan, cái rate nó như thế nào thưa anh ạ? Vấn đề về làm loan á thì mình phải suy nghĩ ở một cái góc cạnh như thế này là cái nhà mình nó có cần thiết để làm tái tài trợ hay không? Mỗi hoàn cảnh khác nhau. Mỗi hoàn cảnh nó cần phải được coi lại, và cái vấn đề mình coi lại mình có chính xác hay không á thì mình nên tham khảo với lại những cái người loan officer. Tùy theo, nhất là quan trọng nhất là cái người loan officer mình có cảm thấy thoải mái để đi với họ hay không. Cái điều quan trọng đó, và khi mình biết được cái vị trí người đó rồi mình làm việc với họ nó dễ dàng hơn. Và khi mà mình biết là có cần tái tài trợ không thì người ta sẽ cho mình biết, và đồng thời mình phải cho họ biết cái hồ sơ nó như thế nào thì họ mới có thể cho mình cái giải đáp chính xác. Chứ còn nếu mình nói cái chương trình bữa nay cái rate nó thấp lắm chẳng hạn như vậy, mà rate nó thấp là như thế nào, trong trường hợp nào thì cái đó họ không có cho mình biết. Nhưng mà đến khi mình đụng cho nó, ủa tại sao lại nói như vậy, thì cái vấn đề quan trọng nhất là mình cần phải tham khảo. Hay quá. Dạ thưa, thì kính thưa quý anh là tụi anh muốn đặt câu hỏi như vậy á, thì khi mà qua cái sự trình bày của anh Trịnh Nam Sơn thì tụi anh có cảm nhận được đây là một cái cơ sở thương mại SPT có cái sự uy tín và trách nhiệm. Tại vì sao? Nếu như mà một người mà họ vừa cái ngã ngỏ ý á, thì những agent khác á, họ muốn kéo về mình để họ no matter what họ sẽ làm cho bất cứ, miễn sao cái đó là thuộc về mình. Nhưng đằng này anh Trịnh Nam Sơn có giải thích rằng là tùy theo mỗi trường hợp, và không, và cái đó là cái lợi, đem cái lợi cho khách hàng. Đó là một cái sự mà uy tín và cái trách nhiệm, chứ không phải rằng là xuống rồi cứ kêu gọi những người khách hàng của mình xuống là quý vị cứ làm đi miễn sao được lợi cho mình. Nhưng mà thực sự là lợi cho hai bên, và làm sao làm để đem cái tốt và tốt cho về cho khách hàng. Đó là cái tâm niệm của SPT Realty, đúng không Minh đi? Rồi còn chị trở lại ca sĩ Thùy Vân thì như thế nào? Có thể chia sẻ. Thật sự ra thì khi mà một người mình đã là một người nổi tiếng hoặc là ca sĩ mà mình làm thêm một cái nghề tay trái nữa thì nó có một cái bất lợi là quý vị nghĩ là chắc là ca sĩ lo đi hát quá hoặc là làm những công việc khác, không có thời giờ dành cho khách hàng. Nhưng mà thật sự quý vị ơi, mình càng có cái tiếng thì mình càng phải giữ cái tiếng của mình, bởi vì là mình đầu tư rất là lâu để mình có được một cái tiếng tăm trong cộng đồng. Thì khi mà mình làm một công việc khác thì mình vẫn phải để cái đó là hàng đầu. Đó là trách nhiệm hơn nữa. Có thể rằng là đôi khi pressure hơn như người bình thường. Tụi anh cũng đồng ý. Tại vì đôi khi thí dụ những người mà họ làm rồi thôi kệ không sao hết. Nhưng mà khi mà một tiếng mà nói Thùy Vân vừa mới đóng cho tôi một cái sale rất là tốt hay cái gì đó, tự nhiên nó giữ hoài. Và có thể rằng là đi nữa sao, mà nếu mà mình làm mà sơ hở một chút gì đó mà phiền lòng thì cũng rất là kẹt, đúng không ạ? Mà trở lại
lại với lại HPT thì chắc quý vị nói là ở đây có bao nhiêu cái văn phòng địa ốc mà tại sao Thùy Vân hoặc là anh chị Nam Sơn phải chọn HPT, là bởi vì chắc chắn rằng là mình đã có sự cân nhắc khi mà mình để cái tên tuổi của mình vào một văn phòng, cho nên quý vị hãy tin tưởng để mà giao phó cái việc mua bán tài trợ hoặc là bất cứ việc gì về địa ốc cho HPT. Rất là dễ thương. Dạ vâng, chắc là mình còn một vài phút nữa thì không biết rằng là mình còn gì chia sẻ trước khi mình say bye, nhưng em sẽ mời anh Trịnh Nam Sơn và chị Thùy Vân trở lại để tâm sự. Và ngoài vấn đề đó, mình còn có nhiều chuyện sinh hoạt trong từ đây cho tới cuối năm, thì không biết rằng là anh, chắc là anh mời anh gửi lời chào tới khách hàng của anh và khán giả của đài BC, thưa anh. Cảm ơn chị Tuệ, và đồng thời chị Nam Sơn xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị khán giả của đài ABC, và hy vọng sẽ có dịp để gặp lại với quý vị cùng với chương trình của Trí Tuệ trong những chương trình gần tới. Và hy vọng lúc đó mình sẽ cầm cái đàn theo và mình sẽ nói chuyện về nhạc riêng. Dạ vâng. Và thì Vân cũng cảm ơn chị, cũng như cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như khách hàng của HPT, và mong rằng quý vị hãy chọn HPT cũng như những agent ở đây là một người đồng hành cho quý vị. Mời Mindy. Ok, để tiếp nối, trước khi mình gửi lời chào tới quý vị thì Mindy cũng tiếp nối cái câu mà Thùy Vân đó, thì đã là những người nghệ sĩ rồi mà có cái nghề tay trái là làm địa ốc á, thì thật sự là các anh chị rất là có trách nhiệm. Thì Mindy cũng muốn nói thêm, ví dụ nha, văn phòng có rất là nhiều listing, có những lúc mà cần open house á, thì Mindy văn phòng announce ra cho nhiều người, thì anh Trịnh Nam Sơn không ngần ngại volunteer để làm những cái open house để mà gặp những cái quý vị khách hàng đang cần mua nhà, thì cái điều đó rất là quý. Đó là trách nhiệm ý mình thì muốn nói. Thêm một cái là cô Thùy Vân cũng đi show hơi thường, nhưng mà weekend nào mà không có đi show thì sẵn sàng open house cho cùng HPT. Cũng rất là có trách nhiệm. Có một lần mình đi thấy cổ hợp tác với một agent anh David Liu á, làm open house á, thì ảnh có khen ngợi nha, cái này sự thật, ảnh có nhắc lại với mình đi, cô Thùy Vân rất là trách nhiệm, hẹn 9 giờ nhưng mà 7 giờ mấy 8 giờ là cổ có mặt rồi, không phải là trễ giờ đâu, cho nên là rất là hay. Thì ý của mình đi muốn nói là các anh chị ở đây khi làm việc rất là nghiêm túc, và rất là có trách nhiệm với quý khách hàng. Dạ vâng, thưa, cảm ơn Mindy đã chia sẻ, và sẽ hẹn quý khán giả vào những chương trình sau là Mindy sẽ ra mắt cái team của HPT rất là nhiều. Thưa quý vị, trên 60 nhân viên cộng tác viên với HPT. Một lần nữa xin kính chào quý vị và hẹn quý vị trong chương trình lần tới.